và đón đến nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghỉ sẽ gặp lành bên dòng đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng mong bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng, đèn xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân lòng phụng về đây sum vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng đến đêm và lòng đến nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ngõ bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng, người đi hái lòng, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xuân về, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng tên đến và đón đến nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghỉ sẽ gặp lành bên dòng đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tụ cùng ngõ bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân lòng phụng về đây sum vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Cùng hòa chung lên tiếng ca, mừng đón xuân về, cùng hòa nhịp đàn dâng lên khúc hát.
người, biết bao chàng trai tơ ngất ngơ mộng mơ. Mai nào khắp nơi mừng xuân cùng khoe sắc thắm, trong nắng xuân tươi hy vọng đến tràn trề. Mừng xuân mới hát lên bài ca a ha, mừng xuân mới chúc nhau được luôn luôn thắng lợi, cùng nâng chén chúc nhau thật nhiều hạnh phúc.
kia là đàn ai đi chơi ơi ôi. Hãy
chờ bóng ta của thường trực đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc, thường trực hội người cao tuổi xã Đồng Quang, được sự nhất trí của ban chi ủy, chi bộ cho phép lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận, ban chấp hành chi hội người cao tuổi, ban tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018, thôn Nhân Cốc tổ chức lễ mừng thọ các cụ có tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Đức Phương, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, là con rể của cụ Nguyễn Thị Bồn, năm nay được chúc thọ 70, đồng thời cũng là con rể của làng Dương Cốc. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các cụ đã được nhờ phúc ấm của tổ tiên, của tổ nội, tổ ngoại, cho nên năm nay toàn thôn đã có 38 cụ được chúc thọ, trong đó tuổi 70 thì có 18 cụ, tuổi 75 có 1 cụ, tuổi 80 có 7 cụ, tuổi 85 có 1 cụ, tuổi 90 có 3 cụ, tuổi 95 có 6 cụ, đặc biệt tuổi 100 có 2 cụ. Có sự quan tâm chăm lo giúp đỡ của các con, các cháu trong gia đình và có sự vượt lên chính mình của các cụ với tinh thần tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, luôn luôn là tấm gương, là cái trụ cột cho các con, các cháu, cho các thế hệ trẻ học tập noi theo, đã giúp cho địa phương hoàn thành nhiều công việc trong những năm vừa qua. Với niềm phấn khởi của năm mới, xin kính chúc các cụ cùng toàn thể đại gia đình ở trong thôn Nhân Cốc chúng ta và các vị đại biểu khách một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống trường thọ và được nhiều lần chúc nữa. Đại gia đình chúng ta an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tài Minh, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các đồng chí, các cụ, các ông, các bà trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Đồng Quang. Kính thưa các cụ, ông, các cụ bà, các cô, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các đồng chí, cán bộ và nhân dân có mặt trong buổi lễ mừng thọ hôm nay. Đặc biệt có sự có mặt của 38 cụ có tuổi thọ 70, 75, 80, 90, 95 và 100 về dự lễ mừng thọ. Căn cứ vào luật người cao tuổi năm 2011, được sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Đồng Quang, sự quan tâm của ban chi ủy, chi bộ thôn Dân Cốc, thực hiện kế hoạch số 05 của ủy ban nhân dân xã Đồng Quang ngày 19 tháng 1 năm 2018 về việc
triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ban tổ chức thôn Liên Cốc long trọng tổ chức lễ thọ cho các cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100. Các cụ ông, các cụ bà được chúc thọ hôm nay. Các vị quý khách cùng toàn thể các ông bà, các đồng chí cán bộ và nhân dân về dự lễ mừng thọ hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu, trong không khí mừng Đảng, mừng xuân mới, mừng đổi mới của đất nước, mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018, cán bộ và nhân dân thôn Dương Cốc đã thực hiện và hoàn thành những mục tiêu mà nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 21 đã đề ra, và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Kết quả năm 2017, đời sống kinh tế của nhân dân ổn định. Đây cũng là mục tiêu cơ bản trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó cũng là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban xã Đồng Văn, Ủy ban Mặt trận, trực tiếp lãnh đạo của Ban Chi ủy thôn Dương Cốc và sự đồng thuận của tổ và nhân dân, đặc biệt đã quan tâm đến chính sách trợ cấp xã hội cho tuổi 80 hàng tháng, qua quà tặng cho mừng thọ cho các cụ được chúc thọ hàng năm. Sự quan tâm đến người cao tuổi đã trở thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước và toàn xã hội. Người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu trong mỗi gia đình noi theo, góp phần xây dựng phát triển của quê hương đất nước. Lễ mừng thọ cho các cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 năm 2018 thôn Dương Cốc bắt đầu. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các cụ cao niên, người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần vào sự nghiệp phát triển của quê hương nước. Chúc các cụ và toàn thể các đồng chí cán bộ và nhân dân toàn địa phương năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Công bố danh sách các cụ, các ông, các bà được chúc thọ mừng thọ xuân Mậu Tuất 2018. Thứ nhất là cụ Nguyễn Thị Hiền, 100 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Ninh, 100 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Nơi, 95 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Chiều, 95 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Diễm, 95 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Duyên, 95 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Thổi, 95 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Nhân, Yên Trân là 95 tuổi. Các cụ 90 tuổi, cụ Phương Thị Tương 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Bồng 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Dực 90 tuổi. Các cụ 85 tuổi, cụ Nguyễn Ngọc Bình 85 tuổi. Các cụ 80 tuổi, cụ Nguyễn Thị Đề, cụ Nguyễn Thị Sâm, cụ Nguyễn Thị Đón, cụ Nguyễn Thị Minh, cụ Nguyễn Thị Chính, cụ Nguyễn Thị Lượt, cụ Nguyễn Thị Tuất. Các cụ 75 tuổi gồm là cụ Nguyễn Thị Chuột. Các cụ 70 tuổi, cụ Nguyễn Xuân Thế, cụ Phạm Văn Thụ, cụ Nguyễn Khắc Phong, cụ Nguyễn Thị Quê, cụ Nguyễn Thị Lộc, cụ Nguyễn Thị Hợi, cụ Lê Thị Phiến, cụ Nguyễn Thị Bồn, cụ Tạ Thị Vãn, cụ Nguyễn Thị Cư, cụ Nguyễn Đình Vượng, cụ Nguyễn Xuân Trúc, cụ Nguyễn Nha Mình, cụ Nguyễn Thị Quất, cụ Nguyễn Thị Tràng, cụ Nguyễn Thị Trúc, cụ Nguyễn Văn Nam, cụ Nguyễn Thị Sâu. Tổng là 38 các cụ, các bà. Đề nghị
hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các cụ. Xin chào, cảm ơn. Trung ương Hội Người Cao Tuổi,
Tuổi cao chí càng cao, sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm gương sáng cho con cháu noi theo, hòa cùng toàn dân đón một mùa xuân Mậu Tuất lành mạnh. Chuẩn bị vào mùa cấy, cầu mong mưa thuận cho hòa. Cuối lời, xin kính chúc lãnh đạo cùng toàn dân mạnh khỏe, đoàn kết cùng nhau chấp hành chính sách của Đảng, làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, dân có giàu thì nước mới mạnh. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, cây cao bóng cả mãi xanh tươi, bách niên thượng đại thọ đẹp cho đời, dẫn dắt cháu con đường tu đức, trung hiếu nghĩa nhân đạo làm người. Đấy là câu thơ chứ các cụ. Còn chúc toàn dân là như thế này: xin chúc toàn dân hưởng thái hòa, nghĩa nhân đạo lý ở tâm ta, thắm tình làng xóm cùng vun đắp, sát cánh bên nhau trẻ với già, tình thôn nghĩa xóm quý hơn vàng, xin tặng vần thơ đón xuân sang, ngôn ngữ đôn sơ tình nghĩa nặng, để góp niềm vui giữa đình làng. Kính thưa các cụ cao niên hai giới, kính thưa toàn thể dân làng hôm có mặt trong buổi lễ mừng thọ hôm nay. Hôm nay thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang xây dựng kế hoạch tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trong đó có nội dung công tác tổ chức lễ mừng thọ. Trước hết, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Quang, Hội người cao tuổi xã Đồng Quang xin gửi lời kính chúc sức khỏe các cụ cao niên hai giới. Các cụ cao tuổi hôm nay được mừng thọ cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Kính thưa các cụ, như Bác Hồ đã nói, các cụ cao tuổi là một trong những vốn quý mà không thể có gì bù đắp được, có được. Bởi vậy, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến chính sách của người cao tuổi, như quan tâm đến các cụ có tuổi chẵn từ 80 tuổi đổ lên được hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Và những dịp Tết thì các cụ có tuổi chẵn từ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi thì đều được hưởng các chính sách của Nhà nước và phần quà của Chính phủ. Đây là một trong những niềm vô cùng vinh hạnh của toàn thể nhân dân chúng ta. Đặc biệt là trong thôn Dương Cốc, năm nay chúng ta lại góp phần có hai cụ ghi vào danh sách vàng, là hai cụ đại đại thọ, là được thêm 100 tuổi. Báo cáo với các cụ, các ông, các bà, về phía địa phương, trong năm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang cùng toàn thể nhân dân chúng ta đã cố gắng phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Xã ta cơ bản đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Hiện nay còn một số tiêu chí cơ bản đạt, và các cái tiêu chí đạt thì phấn đấu tiếp tục năm 2018 và những năm tiếp theo để hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt và đưa các tiêu chí đạt để nâng cao các tiêu chí lên thành các cái tiêu chí cao hơn. Kính thưa các cụ, công lao đóng góp đó đều có sự hiến công, hiến kế, góp công góp sức của toàn thể các cụ cao niên hai giới. Đặc biệt là các cụ đã đánh dấu được những bước ngoặt bằng các cái tuổi chẵn từ 100, 95, 90, 85, 80, 75 và 70. Về dự với buổi lễ hôm nay, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi xã Đồng Quang, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới các cụ cao niên hai giới, các cụ được thượng thọ và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, một năm mới an khang, thịnh vượng, đoàn kết hơn nữa để chúng ta xây dựng quê hương Dương Cốc ngày càng giàu đẹp và văn minh. Xin trân trọng cảm ơn. Mỗi thắm đèn trời
nhà ăn cơm bung lười lửa cá xưa. Đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ.
cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ từng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang. Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành,
cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang. Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an.